Chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là camera của điện thoại Alcatel K4000 Pro. Camera sau, camera trước thì ở đây. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần camera máy ảnh trên điện thoại Alcatel K4000 Pro, chụp không lấy nét được, chụp chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới, sửa chữa, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Di động có cấp cho em, hiện có mọi loại linh kiện trên điện thoại Alcatel K4000 Pro nói chung và phần camera máy ảnh của K4000 Pro nói riêng thay mới. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động có cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động có cấp .vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.